Hương sắc Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Với cuốn video này, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn để cùng giao lưu những cái tác phẩm tại vườn cảnh ông Lương Văn Cầm, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vâng, đây là tác phẩm Tùng La Hán. Tôi giới thiệu với các bạn trong cuốn video này để chúng ta cùng giao lưu theo số điện thoại của ông Lương Văn Cầm trên màn hình. Vâng, đây là một cây tùng mà có tuổi trậu cũng tương đối lâu rồi. Với cái dáng siêu và đường đi của thân cũng rất là đều và chuyển hướng liên tục. Đây là những cái tác phẩm mà trực tiếp ông Lương Văn Cầm đã trau chuốt làm tại sân vườn nhà mình. Với cái tay nghề, những cái hiểu biết về kỹ thuật bonsai nhiều năm nay, tôi có trao đổi với ông Lương Văn Cầm thì cũng có đôi điều tâm sự là tất cả những cái tác phẩm ông đã làm hoàn thiện xong, khi các bạn yêu thích, sẵn sàng giao lưu với những cái giá là rất là hấp dẫn, để mọi người chúng ta có thể có được những cái tác phẩm ưng ý chơi trong sân vườn nhà mình với một cái báo giá rất là sát thực khi các bác gọi điện đến để giao lưu cùng với chủ cây Lương Văn Cầm. Vâng, đến tác phẩm tiếp theo Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn là một tác phẩm ổi tàu với dáng siêu. Cây ổi tàu cũng có cái tuổi trậu cũng tương đối nhiều năm rồi. Hàng năm cứ đến mùa ra trái, cây ổi rất là sai quả. Với cái bóng dáng tổng thể cũng như là cái đường đi của thân rất là dẻo. Với ông Lương Văn Cầm đã tạo tác được một vườn cảnh rất nhiều chủng loại cây, chứ không chỉ có riêng xanh si đa đề mà còn có ổi, có phi lao, có các loại tùng.
Vâng, tiếp theo là tác phẩm Bồ Đề. Với cái bóng dáng chúng ta nhìn cái phần cốt thân bệ rất hay. Tác phẩm tiếp theo chúng ta đến với cây gừa. Vâng, đây là bóng dáng hình ảnh của một cây tùng cối rất là đẹp. Với chiều cao khoảng bao nhiêu nhỉ? Một mét tư. Đo ra 1,4 m à? Vâng. Tư mặt rộng. Vâng, chúng ta ngắm bóng dáng tổng thể của cây tùng cối một lần nữa. Trên nền phông rất đẹp. Tiếp theo chúng ta lại đến với một tác phẩm tùng La Hán nữa. Đây là một cây tùng La Hán tầm nhỏ với chiều cao chỉ khoảng độ 1,1 m.
Chúng ta đến với một tác phẩm đa nữa, với thân bệ, cây đa có một cái bệ rất đẹp. Tác phẩm tiếp theo giới thiệu với các bạn là một cây trà Phúc Kiến. Quá đẹp với cái bóng. Vâng, mùa này là mùa đơm bông kết trái của Phúc Kiến, những trái trà Phúc Kiến sau này sẽ chín đỏ rực rỡ sau gió chuyển sang màu tím ngắt, rất hay. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ một cặp đôi tùng xà đối xứng. Đây là cặp đôi mà để dành cho các bạn có cái sở thích chơi đối xứng. Chúng ta đến với cặp tùng xà này, là những cây bonsai lá kim tầm nhỏ, rất dễ chơi trong không gian hẹp.
qua những hình ảnh tôi chia sẻ với các bạn một số những tác phẩm của vườn cảnh ông Lương Văn Cầm ở xã Phú Phương, Ba Vì, thành phố Hà Nội để cùng giao lưu với các bạn. Với những cái tác phẩm nào mà các bác yêu thích, điện trực tiếp qua số điện thoại của ông Lương Văn Cầm trên màn hình, Đỗ Sinh cũng đăng tải để cùng nhau giao lưu. Chắc chắn đây là một cái cơ sở trực tiếp làm từ vườn cây của ông Cầm được nhiều năm nay đã lựa chọn giới thiệu với các bạn với một cái báo giá sẽ hấp dẫn, phù hợp với những người chúng ta chơi trong không gian nhỏ và cái kinh tế cũng có hạn, chúng ta vẫn có thể giao lưu được với nhau. Với cuốn video này, Đỗ Sinh đã giới thiệu một số những tác phẩm như vậy. Hy vọng là các bạn sẽ chấp nhận để có những cái cuộc điện thoại giao lưu với cái giá hấp dẫn. Chờ đón những video sau, tôi sẽ tiếp tục đăng tải những cây cảnh, vườn cảnh của ông Lương Văn Cầm để chúng ta cùng nhau chia sẻ và giao lưu với nhau. Tôi xin dừng hình và xin chào, hẹn gặp lại.